Rồi, hôm nay mình sẽ có hai cái bài về cái hệ thống mật vị ha. Thì mình sẽ giới thiệu về cái vai trò của nội soi siêu âm. Và bài thứ hai là mình sẽ nghe cái giới thiệu về cái nội soi mật vị ngược dòng. Thì bài đầu tiên mình sẽ trình bày cái bài về vai trò của nội soi siêu âm trong chẩn đoán và điều trị bệnh lý gan mật tụy. Không biết lớp mình có ai thấy cái máy nội soi siêu âm chưa? Cả lớp có ai có biết về nội soi siêu âm không? Chưa thấy mà thấy Có khi nào nghe nói nội soi siêu âm chưa? dạ có nghe Thì đây là một cái kỹ thuật của nội soi cũng mới phát triển ở Việt Nam trong thời gian ngắn gần đây thôi. Và phải nói là càng ngày thì cái nội soi siêu âm nó có cái vai trò không chỉ cho chẩn đoán mà chúng ta thấy rằng là cái vai trò trong can thiệp điều trị các cái bệnh lý gan mật tụy. Mà trước đây là các cái kỹ thuật này là phải cần phải phẫu thuật. Và cái dự hậu có một cái cuộc phẫu thuật như vậy thì với rất là nhiều biến chứng và một cái cuộc phẫu thuật rất là xâm lấn thì sau này với cái hướng dẫn của nội soi siêu âm chúng ta thấy là cái vai trò của nó trong cái chất điều trị các cái bệnh lý mật tụy ít xâm lấn thì đã giúp ích được rất là nhiều các bệnh nhân. Thì hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu lần lượt, nói chung mình sẽ điểm qua cho biết là các cái kỹ thuật của nội soi siêu âm trong chẩn đoán như thế nào và cũng như là trong cái can thiệp điều trị các bệnh lý gan mật tụy. Thì nội dung báo cáo thì hôm nay thì chúng ta sẽ nghe các cái vai trò của nội soi siêu âm trong bệnh lý gan này, rồi vai trò của nội soi siêu âm trong bệnh lý đường tụy và các cái hướng dẫn can thiệp và một cái vai trò của nội soi siêu âm trong chẩn đoán các bệnh lý về tụy rồi các biến chứng về viêm tụy rồi sau phẫu thuật tụy vân vân. Thì chúng ta sẽ nghe lần lượt trong vòng khoảng 45 phút ha. Thì đầu tiên chắc là tôi sẽ chiếu một cái video rất là đơn giản để mà chúng ta tự có thể hình dung ra cái nội soi siêu âm là cái gì. Thì chúng ta thấy là đây là cái nội soi siêu âm. Thì nội soi siêu âm đó là một cái kỹ thuật nội soi đường tiêu hóa trên mà chúng ta cho phép các cái dụng cụ đưa vào để lâm sàng ta chẩn đoán các cái bệnh lý đường mật tụy. Thì nếu mà muốn biết rõ về cái này á, thì chúng ta cần phải có nắm vững cái thứ nhất là cái giải phẫu đúng không, giải phẫu của đường mật tụy như thế nào. Thì chúng ta thấy hình ảnh chúng ta có thể hình dung sơ qua cái giải phẫu của khu mật tụy. Ở đây là đi hai tá tràng ha, cái tá tràng thì nơi có một cái nhú gai tá lớn hay là nhú tá lớn hay nhiều cái cách gọi khác nhau hay là nhú vata đó, thì ở đó là nơi hội tụ của đường mật và đường ống tụy chính đổ vào tá tràng. Thì đây là nội soi siêu âm ha. Trong nội soi siêu âm sẽ đưa vào, chúng ta sẽ đánh giá từ dạ dày và ở tá tràng. Thì ống nội soi siêu âm có một cái cấu tạo như thế nào? Thì nó cũng giống như một cái ống nội soi. Tuy nhiên trên cái đầu ống soi làm sao? Nó có gắn một thêm cái bộ phận các cái đầu dò. Đầu dò này phát sóng siêu âm và nó ghi nhận hình ảnh giống như nội soi như siêu âm. Thì trong cái kỹ thuật nội soi siêu âm á, thì có một cái kỹ thuật rất là quan trọng, đó là kỹ thuật FNA, tức là fine needle aspiration, tức là kỹ thuật chọc hút kim nhỏ qua nội soi siêu âm. Thì cái máy nội soi siêu âm thì có một cái kim mình cho phép chúng ta đưa các cái dụng cụ vào, các cái kim chọc hay các cái dụng cụ can thiệp nó sẽ đưa qua đây. Thì dưới cái hướng dẫn của cái đầu dò siêu âm thì chúng ta có thể quan sát cái kim này đi vào đâu trong cái tổ chức và chúng ta lấy mẫu như thế nào, thì đó là mình quan sát hoàn toàn dưới hình ảnh nội soi siêu âm. Ví dụ như ở đây là chúng ta thấy là có những cái tổn thương ở tụy ở đây đúng không? Thì nội soi siêu âm cho phép chúng ta quan sát cái tổn thương ở tụy rồi sau đó làm sao? Chúng ta sẽ đưa các cái dụng cụ vào để mà lấy mẫu. Thì đây là những cái bước chuẩn bị. Hầu hết thì các bệnh lý mặt tụy thì người ta sẽ chụp MRI hoặc là CT scan trước, định vị các cái tổn thương, sau đó chúng ta sẽ làm cái nội soi siêu âm. Thì nội soi siêu âm thì cho phép chúng ta đánh giá các bệnh lý ở tụy rất là rõ ràng, và thứ hai là chúng ta cho phép chúng ta sử dụng các cái kim chọc vào cái tổn thương đó,
ta lấy cái mẫu ra để làm xét nghiệm về mô bệnh học thì đó là cái ưu điểm lớn nhất trong cuộc nội soi siêu âm. Thì nội soi siêu âm có thể đánh giá tất cả các bệnh lý từ đầu tụy cho tới đuôi tụy, rồi các bệnh lý về đường mật, các bệnh lý về gan. Thì khi nội soi siêu âm thì chúng ta phải cần phải có gì, tức là khi nội soi và chúng ta cần phải có gây mê, gây mê để mà chúng ta vì cái đầu dò đó nó làm cho con soi nó lớn lên rất là nhiều và làm cho cái bệnh nhân rất khó chịu trong quá trình nội soi nếu mà không có gây mê. À, thì đây là ví dụ như một cái khối u ở vùng đầu tụy. À, chúng ta sau khi quan sát dưới hình ảnh nội soi siêu âm rồi ha, cái thấy khối u thì chúng ta có cho phép qua nội soi siêu âm là chúng ta sử dụng cái kim, chúng ta chọc vào khối u trên hình ảnh minh họa như thế này. À, đây là một cái hình ảnh minh họa, ta thấy là chúng ta sử dụng đây cái kim chọc trên cái nội soi siêu âm ở đây để cho phép chúng ta chọc ở nhiều vị trí khác nhau của khối u để chúng ta lấy cái mẫu đem ra ngoài xét nghiệm. Đó là cái video minh họa cái thủ thuật mà chúng ta làm. Thì ngoài ra thì không những làm khối u, chọc vào khối u không, chúng ta có thể chọc vào những cái hạch mà chúng ta nghĩ đó là cái những cái hạch do khối u di căn để mà chúng ta lấy cái mẫu. Thì nội soi siêu âm có một ưu điểm nữa đó là sao, chúng ta thấy là khối u đó có đánh giá có xâm lấn các cái mạch máu quan trọng không. Thì đây là đối một bác sĩ làm nội soi siêu âm, chúng ta phải nắm cái giải phẫu học ở cái vùng này rất là kỹ. Rồi sau khi lấy ra cái mẫu thì chúng ta sẽ gửi đi xử lý xong và gửi đi làm mô bệnh học. Đó là một cái thủ thuật giới thiệu rất là sơ lược về cái nội soi siêu âm. Chúng ta sẽ đi vào chi tiết ha. Thì cái hệ thống nội soi siêu âm gồm những gì? Thì chúng ta thấy là đây là cái hình ảnh thực tế, đây là một cái hệ thống giống như hệ ống nội soi bình thường. Tuy nhiên cái ống soi chúng ta thấy là nó có một tích hợp một cái đầu dò siêu âm ở đây để cho phép chúng ta ghi nhận các hình ảnh đường mật tụy như trên cái hình tôi đã trình bày ở đây. Thì chúng ta thấy rằng là cái hình ảnh thì nó giống như cái hình ảnh siêu âm thông thường. Nhưng tại sao là họ phải sử dụng cái nội soi siêu âm? Thì chúng ta thấy rằng là cái nội soi siêu âm thì cho phép như sao? Chúng ta đưa đầu dò trực tiếp vào cái vị trí của cái tụy. Thì chúng ta thấy là về dạng phẫu học mà. Cái tụy nó nằm sau dạ dày đúng không? Hay là vùng đầu tụy thì nằm sát với tá tràng. Nếu chúng ta làm cái siêu âm bụng thông thường thì chúng ta thấy làm sao? Chúng ta phải đặt đầu dò phía thành trên của cái vùng thượng vị. Thì chúng ta phải xuyên qua, cái tia đó phải xuyên qua cái dạ dày. Và dạ dày chúng ta là, cái đặc tính là sao? Rất nhiều hơi. Cái hay là cái tá tràng như vậy, chúng ta có rất nhiều hơi ở trong đó mà hơi là nó cản trở cái sóng siêu âm rất là nhiều. Do vậy nếu chúng ta siêu âm bụng thông thường thì chúng ta rất khó mà đánh giá tốt các bệnh lý ở tụy hay là ở đường mật. Đó là lý do tại sao mà chúng ta cần phải có cái đầu dò nội soi siêu âm gắn đến cái ống nội soi để chúng ta đưa sát vào các cái vị trí tổn thương và chúng ta thấy hình ảnh rất là rõ. Và khi mà đưa sát vào thế này á, thì chúng ta thấy rằng là chúng ta có thể dùng cái kim chọc xuyên thành dạ dày vào cái tổn thương trực tiếp và chúng ta có thể lấy mẫu rất là dễ dàng. Thì đây là cái hệ thống nội soi siêu âm. Thì ống nội soi siêu âm thường thường nó có hai ống. À, một cái ống gọi là cái tia mà hình rẽ quạt mà nó vuông góc với cái ống soi. Cái này là ống radio. Ống radio ha. Thì cái ống này thì thông thường chúng ta có cái hình ảnh lên thì giống như hình ảnh của CT bụng á, do vậy rất là thân thuộc. Tuy nhiên cái ống này thì chúng ta sẽ không can thiệp được, mà cái ống khác thứ hai mà cái ống gọi là cái ống linear, cái đầu dò linear này thì nó phát song song với cái thân ống soi và khi mà chúng ta đưa kim ra thì chúng ta thấy là chúng ta ghi nhận được hình ảnh cái kim trên cái hình ảnh nội soi siêu âm. Do vậy với cái ống soi này chúng ta cho phép chúng ta can thiệp được qua nội soi. Thì nội soi siêu âm làm những gì? Đầu tiên là về cái nội soi siêu âm trong cái chẩn đoán ống tiêu hóa trước đây ha. Chúng ta giới thiệu sơ một số bệnh lý trong cái ống tiêu hóa. Thì chúng ta thấy là chúng ta có thể chẩn đoán các cái u này, nằm ở dưới niêm mạc ở đường ống tiêu hóa. Chúng ta có thể đánh giá cái giai đoạn ung thư đúng không, tức là cái mức độ xâm lấn của tổn thương đó vào lớp nào của thành dạ dày hay lớp nào của thành tá tràng, thành đại tràng để chúng ta có thể đánh giá được cái giai đoạn gọi là T staging. Chúng ta có thể đánh giá các cái sỏi
các bệnh lý đường mật tụy nè, chúng ta đánh giá được các cái tổn thương u tụy, chúng ta đánh giá các bệnh lý ở trung thất và chúng ta cho phép chúng ta chọn thuốc. Đây là về cái mặt chẩn đoán đúng không? Thì trước hết chúng ta sẽ giới thiệu nghe qua về cái vai trò của nội soi siêu âm trong cái bệnh lý ống tiêu hóa. Thì đây là cái hình ảnh nội soi siêu âm một cái cấu trúc của cái thành ống của cái thành của dạ dày. Cái thành dạ dày là chúng ta cấu tạo thường thường là mấy lớp, chúng ta phải có lớp nè, lớp niêm mạc, có lớp dưới niêm mạc, có lớp cơ và có lớp thanh mạc, đúng không? Đó là về giải phẫu học dạ dày, cái thành của cái dạ dày. Thì trên hình ảnh nội soi siêu âm thì chúng ta thấy rất là rõ các cái lớp đó. Ở đây chúng tôi sẽ đơn cử ha, với hình ảnh này chúng ta thấy là cái lớp số 1 là cái lớp mà nó tương tác giữa nước, cái môi trường nước và cái môi trường cái niêm mạc dạ dày. Cái lớp màu đen là tượng trưng cho cái lớp niêm mạc mà sâu ở dưới và bao gồm cái lớp cơ niêm ở đây. Đó, chúng ta thấy rằng là đây cái lớp niêm mạc sẽ được cái lớp 1 và lớp số 2. Cái lớp số 3 mà sáng sáng lên, cái màu sáng sáng lên là chúng ta thấy đây là cái lớp dưới niêm mạc. Cái lớp dưới niêm mạc mà cái bài trước mà tôi trình bày mà cái kỹ thuật cắt ESD là chúng ta sẽ bơm cái dung dịch vào cái lớp dưới niêm mạc này để mà làm sao để tách ra cái tổn thương ở lớp niêm mạc ra khỏi cái lớp cơ và chúng ta bóc tách cái tổn thương nó dễ dàng hơn. Thì dưới hình ảnh nội soi siêu âm chúng ta thể hình dung rất là rõ cái lớp dưới niêm mạc này đúng không? Rồi cái lớp màu đen đen ở ngoài này thì lớp này dày hơn, thì ở đây là lớp cơ của thành dạ dày. Thì nếu mà những cái đầu dò phân giải cao thì chúng ta thấy cái lớp này nó sẽ tách ra thành hai lớp, đó là sao? Cái lớp bên trong là lớp cơ chéo và lớp bên ngoài là lớp cơ dọc, đó của thành dạ dày. Nhưng tuy nhiên những cái đầu dò mà độ phân giải chỉ khoảng thấp thôi, thì khoảng 7,5 MHz thôi, thì chúng ta thấy cái hình ảnh tương tự. Tuy nhiên với cái đầu dò mà khoảng 20 MHz thì chúng ta thấy là cái tần số càng cao thì chúng ta thấy độ phân giải càng lớn và chúng ta thấy cái thành dạ dày nó có nhiều lớp hơn nữa. Đó, cái lớp bên ngoài cùng là cái lớp thanh mạc. Như vậy thì sao? Nội soi siêu âm có thể giúp chúng ta đánh giá các lớp của thành ống tiêu hóa rất là rõ ràng. Và bất kỳ một cái tổn thương nào mà nằm dưới niêm mạc mà nó xuất phát ở từ lớp nào chúng ta thấy rất là rõ. Do vậy thì chúng ta cái nội soi siêu âm giúp chúng ta đánh giá các cái tổn thương mà lớp dưới niêm mạc rất là kỹ. Ví dụ như chúng tôi giới thiệu đến các bạn, cái này mình đơn cử một vài ví dụ thôi ha. Ví dụ như các bạn có nghe là GIST không? GIST là u tế bào đệm ha, u tế bào đệm thành ống tiêu hóa. Thì thông thường cái GIST này nó sẽ nằm lớp thứ tư. Lớp thứ tư ở lớp nào? Lớp nào ạ? Đó là lớp cơ ha, lớp cơ ở ngoài. Nó thường thường nó có cái hệ eco kém. Như vậy là chúng ta sẽ, nếu mà cái tổn thương nào nó xuất phát từ lớp cơ, lớp thứ tư, thì chúng ta nghĩ ngay đến khả năng là đây là một cái GIST. Hoặc là cái lipoma, đúng không? Lipoma là một cái u mỡ thành ống tiêu hóa. Nhiều khi chúng ta rất là khó chẩn đoán trên nội soi vì nó nằm ở dưới niêm mạc. Chỉ thấy cái niêm mạc nó đội lên trên, tức là nó phồng nhô cao lên mà nhưng chúng ta không biết được cái bản chất. Nhưng với nội soi siêu âm chúng ta là nếu mà có thấy một cái tổn thương mà nó xuất phát từ lớp thứ ba, nó có một cái echo tức là tăng âm lên, thì ở đây chắc chắn là chúng ta chẩn đoán được luôn, không cần phải làm mô bệnh học, đó là đây là một cái u mỡ ở thành ống tiêu hóa. Thì với các cái vị trí khác nhau, với cái tính chất echo khác nhau như vậy, thì nội soi siêu âm giúp chúng ta đánh giá các cái tổn thương u dưới niêm mạc thành ống tiêu hóa rất là rõ ràng, đúng không? Chúng ta sẽ đi một vài ví dụ cho mình dễ hiểu ha. Tuy nhiên trên hình ảnh nội soi chúng ta thấy một cái tổn thương nhô cao như vậy, chúng ta không biết là ở dưới bản chất của tổn thương này là cái gì chắc chắn rồi. Nếu mà chúng ta sinh thiết thì chúng ta cũng chỉ bấm vào trên cái bề mặt này thôi và chúng ta không bao giờ có một cái chẩn đoán rõ ràng cụ thể hết. Thì với nội soi siêu âm chúng ta thấy cái gì? Chúng ta đây là một cái tổn thương nó xuất phát từ lớp thứ tư, đúng không? Có những cái vùng echo kém không đồng nhất và có những vùng echo trống, thì rõ ràng đây là một cái GIST, tức là u tế bào đệm ha, đường tiêu hóa stromal cell. Mà chúng ta thấy cái độ echo của nó không có đồng nhất, chỗ thì echo trống, chỗ thì echo dày lên, chỗ thì echo kém. Khả năng dự đoán một cái tổn thương này có khả năng là hóa ác tính, và thực sự đây là một cái GIST đã ác tính. Vậy thì một cái nội soi siêu âm chúng ta
giúp chúng ta đánh giá cái tổn thương, rất là có nhiều, rất là nhiều thông tin để chúng ta đánh giá cái tổn thương đó rõ ràng hơn. Vậy với lần này thì chúng ta cũng khuyên bệnh nhân phải đi cần phải đi phẫu thuật để mà tránh những cái biến đổi mà những gì hoặc là những di căn cho bệnh nhân, đúng không? Thì đó là cái nội soi siêu âm để giúp chúng ta đánh giá được cái tổn thương rất là rõ ràng mà nội soi thông thường chúng ta không làm được. Hay là một cái nội soi dạ dày, chúng ta thấy là cái dạ dày nó giống như là nó bị hơi hẹp lại, tuy nhiên mà chúng ta cứ sinh thiết ở trên bề mặt này là cũng không thấy có cái tổn thương gì đặc biệt. Nhưng trong trường hợp này chúng ta làm nội soi siêu âm sao? Cái cấu trúc mà cái hồi năm lớp của cái thành dạ dày làm sao? Không còn nữa. Bây giờ nó thấy một cái màu vùng màu đen toàn bộ cái thành dạ dày rất là dày lên như vậy. Cái một cái kết quả này cho phép chúng ta chẩn đoán ngay đó là một cái bệnh gọi là ung thư dạ dày thể nhịp cứng hay là thể hình chai teo rét á, lytic plastica đúng không? Thì đây là một cái ung thư dạ dày rất là ác tính. Như vậy thì nội soi siêu âm chúng ta là một cái kênh nữa giúp cho bác sĩ nội soi có thể đánh giá các cái tổn thương và ống tiêu hóa tốt hơn. Đây một cái khối u ở trực tràng, chúng ta không biết cái giai đoạn của cái khối u này là nó nằm ở lớp nào của thành ống tiêu hóa, không biết nằm ở lớp cơ hay là nằm ở lớp cơ niêm hay niêm mạc hay là lớp dưới niêm, thì nội soi siêu âm làm sao? Ở đây chúng ta có thể thấy đánh giá cái tổn thương này nó đã xâm lấn vào lớp cơ, đúng không? Và ở quanh cạnh trực tràng nó còn có cái hạch ở đây thì chứng tỏ ở đây chúng ta có thể chẩn đoán được đó là đây một cái tổn thương T3 rồi. Và T3 này có hạch nên gọi là T3N1. Đó là cái giúp chúng ta đánh giá cái hệ thống theo phân loại restaging ha, TMA. Về các bệnh lý mặt tụy thì chúng ta đi sơ qua nhanh thôi đúng không? Đó là nội soi siêu âm chúng ta có thể đánh giá cái sỏi. Và đặc biệt những cái sỏi nhỏ mà dưới 5 ly thì MRI hay CT rất dễ bỏ sót. Và những bệnh nhân này cứ chẩn đoán là viêm dạ dày liên tục. Tuy nhiên mà chúng ta thấy nội soi siêu âm có thể là chẩn đoán ra một cái sỏi, điều trị cái sỏi này bệnh nhân hết đau dạ dày. Thì đó là cái vai trò của nội soi siêu âm. Hay là những cái vai trò của nội soi siêu âm chúng ta thấy đánh giá được khối u khoảng dưới 1,5 cm, mà những cái khối u này mà trên cái phương tiện MRI hay là CT scan thì cái độ nhạy của và độ đặc hiệu của MRI đối với những khối u dưới 1,5 cm là khoảng tầm 40 đến 50% thôi. Do vậy thì nội soi siêu âm giúp chúng ta chẩn đoán những cái bệnh lý u đường mật, đường tụy ở cái giai đoạn rất sớm. Đó, thì một số hình ảnh thì tí nữa tôi sẽ giới thiệu thêm về hình ảnh nội soi. Thì sau khi mà chúng ta soi thấy một cái hạch hay là một cái tổn thương thì chúng ta nội soi siêu âm cho phép chúng ta sử dụng cái kim, chúng ta chọc vào cái tổn thương để lấy cái mẫu ra như thế này. À, bình thường thì những cái tổn thương này rất khó mà chúng ta chọc qua da hay là chọc qua xuyên thành bụng đúng không? Những cái tổn thương rất là nhỏ thì nội soi siêu âm cho phép chúng ta chọc trực tiếp đến tổn thương mà rất an toàn, rất hiệu quả. Đó, chúng ta thấy là dưới cái nội soi siêu âm chúng ta chọc chính xác vào cái tổn thương luôn, chúng ta lấy cái mẫu ra. Rất là nhiều cái ứng dụng đúng không, trong u tụy hạch này, các tổn thương u dưới niêm dịch bán rồi đánh giá giai đoạn, rất là nhiều cái ứng dụng của cái nội soi siêu âm trong chọc hút kim nhỏ để mà chúng ta chẩn đoán. Đây là một hình ảnh nội soi siêu âm chúng ta thấy là chúng ta cho phép chúng ta chẩn đoán các cái hạch ở bụng khác nhau, mà nhìn trên trên CT thì chúng ta đều gọi là hạch, tuy nhiên chúng ta nội soi siêu âm cho phép chúng ta thấy được những cái tổn thương nó khác nhau rõ ràng. Ví dụ có những cái hạch nhưng là hạch ác tính, nhưng có cái những cái hạch là hạch lao, ví dụ như trường hợp này đây một cái hạch lao đúng không, thì nếu với một hạch lao như vậy chúng ta chọc ra chúng ta có thể làm được đánh giá được các cái tổn thương mô nhu mô lao, và chúng ta lấy cái mẫu này để xét nghiệm lao, nếu mà có xác định nhận có cái sự hiện diện của các cái tế bào Langerhans đúng không, tức là tế bào khổng lồ hoặc là các cái u hạt, thì chúng ta có thể khẳng định đây là một cái lao và chúng ta điều trị bệnh nhân khỏi hẳn mà không cần phải phẫu thuật. Đó là cái vai trò của nội soi siêu âm. Như vậy thì tôi sẽ đi lần lượt vào các cái bệnh lý. Thứ nhất là vai trò của nội soi siêu âm trong các bệnh lý đường mật tụy nè, chẩn lưu mật. Thì vì đây là một cái mảng rất nâng cao trong nội soi, và tôi sẽ giới thiệu làm sao cố gắng là một cách mà tổng quan nhất để các bạn có thể hiểu được, có thể nắm được một phần nào đó cái vai trò của nội soi siêu âm trong cái chẩn đoán cũng như là trong cái can thiệp các bệnh lý mặt tụy như thế nào ha. Đầu tiên thì chúng ta thấy là trong cái đường mật thì nội soi siêu âm có thể làm cái gì, chúng ta thấy là giúp chẩn đoán các cái u đường mật,
các bệnh lý ống mật, ống tụy, chúng ta có thể chọc qua đó, có thể để mà làm sao để dẫn lưu trong trường hợp mà nó bị tắc nghẽn, đúng không? Các cái u ác tính hoặc là hẹp lành tính tắc nghẽn mà chúng ta cần phải xử lý bằng nội soi mật tụy ngược dòng, tuy nhiên chúng ta lại thất bại, không làm được, thì nội soi siêu âm sẽ là cứu cánh. Chúng ta sẽ phối hợp các cái phương pháp khác trong điều trị các bệnh lý như u rốn gan, các bệnh lý xoại mật, u đường mật. Đó, thì như tại chúng ta thấy rằng đây là giới nội soi siêu âm, chúng ta có thể chẩn đoán được, đánh giá được cái bệnh, cái ống mật chủ rất là dễ dàng, và chúng ta chọc kim vào đó, chúng ta chụp hình đường mật, đúng không? Ở đây thì chúng ta thấy rằng đường mật nó bị tắc nghẽn hoàn toàn do một cái khối u ở đoạn cuối của ống mật chủ, và nó làm mật nó tắc lại, nó không đổ xuống ta tràn được. Đây là một hình ảnh nội soi siêu âm chúng ta chọc vào đường mật, chúng ta chụp hình đường mật được. Thì các cái bệnh lý mà đường mật tụy á, mà trên CT á, chúng ta thấy rằng là rất khó khăn. Phải nói là với CT scan hay MRCP á, tức là cái cộng hưởng từ dành đặc cho chủ yếu như sử dụng trong đường mật mật tụy á, nhưng đôi lúc cũng rất khó khăn. Tuy nhiên ví dụ như trên hình ảnh nội soi siêu âm chúng ta thấy là một cái tổn thương là IPMN, tức là một cái tổn thương u nhầy nhú nội ống ha, chẩn đoán rất là rõ ràng trên hình ảnh nội soi siêu âm, và các phương pháp khác rất là khó. Ví dụ như trên nội soi siêu âm chúng ta cho phép tiên lượng phẫu thuật ở những cái bệnh nhân này nữa, đó là cái ứng dụng của nội soi siêu âm. Hay ở đây chúng ta thấy là một cái tổn thương mà cái u đoạn cuối của ống mật chủ, chắc chắn là trên nội hình ảnh CT hay các cái phương tiện khác rất là khó thấy, và chúng ta thấy là trên nội soi siêu âm thì chúng ta thấy rõ cái thành của đường mật nó dày lên khoảng vài mm, và từ đó chúng ta có thể đưa cái kim vào chọc chính xác vào trong đường mật cái vị trí khối u này, chúng ta lấy mẫu ra đi xét nghiệm, chúng ta có thể tiên lượng đây là u ác tính hay u lành tính, và có một cái thái độ điều trị rất là rõ ràng, đó là giúp chúng ta chẩn đoán rất là dễ. Thì bên cạnh đó là bên cạnh cái khả năng chẩn đoán, cái việc chẩn đoán, cái ưu điểm trong chẩn đoán, thì cái nội soi siêu âm giúp ích chúng ta can thiệp rất là nhiều. Ví dụ chúng ta là nội soi mật tụy ngược dòng á, thì nó rất là đủ nhiều trong các cái trường hợp mà tắc mật. Tuy nhiên một số trường hợp u nó xâm lấn vào tá tràng rồi, chúng ta không đưa được cái ống soi vào tiếp cận được cái nhú vata ta thì chúng ta sẽ không làm được, đúng không? Thì trước đây thì chúng ta có cái dẫn lưu mật ra da đó, và còn gọi là PD. À, chúng ta nhận lưu ra ngoài, tuy nhiên cái nhận lưu này rất là nhiều biến chứng. Thì trong cái đường mật thì cho phép nội soi siêu âm chúng ta cho phép ha, chúng ta chọc vào đường mật, chúng ta đặt cái stent ha để mà mật nó lưu thông tốt, để mà chúng ta kéo dài cuộc sống cho bệnh nhân. Thì trong nội soi siêu âm thì chúng ta tiếp cận đường mật ở đâu? Thì đây là một cái hình ảnh minh họa, đây cái dạ dày đúng không? Thì đây là gan và các cái nhánh đường mật. Thì chúng ta từ dạ dày chúng ta có thể chọc vào nhánh gan trái này, từ hành tá tràng chúng ta có thể chọc vào nhánh gan phải, chúng ta có thể chọc vào ống mật chủ, hoặc là chúng ta có thể chọc vào túi mật để mà can thiệp. Thì nó có những cái tên khác nhau như vậy trên hình ảnh, thì cái này thì chúng ta sẽ đi qua nhanh thôi, không cần phải chi tiết. Thì đây là một cái video tôi thực hiện cách đây mấy năm ha, tháng 9 năm 2018, ở một cái bệnh nhân u đoạn cuối u tụy nó gây tắc mật, nhân này quá chỉ định phẫu thuật đấy, cần phải dẫn lưu ra ha. Thì sau khi mà chúng ta dưới nội soi siêu âm chúng ta chọc vào đường mật ha, tránh được các cái mạch máu ha. Ở đây rất là nhiều mạch máu này, chúng ta tránh cái mạch máu và chúng ta chọc vào đường mật rất là an toàn. Sau khi chụp hình đường mật đã xong rồi, chúng ta nong cái đường mật này ra và chúng ta sử dụng một cái dụng cụ gọi là stent, tức là cái dụng cụ để mà chúng ta tạo một cái đường hầm ha, giá đỡ để mà chúng ta dẫn lưu mật. Ở đây là chúng ta thấy hình ảnh của stent ha. Thì cái stand đó nó trên thực tế nó là thế này, thì đây là một cái stand nó có loa ra hai đầu như vậy, nó giữ nó chúng ta không có di lệch được, một đầu nằm trong đường mật, một đầu nằm ngoài tá tràng, và cái đường kính này nó khoảng 12 mm, làm cho cái đường mật lưu thông rất là tốt. Thì đây là cái hình ảnh sau khi chúng ta đặt xong, đúng không? Phải là cái stand hình quả tạ hay là cái stand đó, quả tạ đó, loa hai đầu như vậy nó chống được cái di lệch và bệnh nhân này có thể kéo dài cuộc sống. Thì không có thời gian nhiều để giới thiệu cái lợi ích mang lại ở những bệnh nhân này, có tuy nhiên chúng ta có thể nói nhanh thế này, tức là phẫu thuật đối với những bệnh nhân u tụy hoặc u đường mật ở giai đoạn sớm thì có thể giúp bệnh nhân kéo dài cuộc sống thêm khoảng 2 tới 3 năm,
Tuy nhiên nếu mà chúng ta đặt cái stent tốt thì chúng ta bệnh nhân cũng có thể sống được và dần ngắn thời gian và chất lượng cuộc sống bệnh nhân tốt hơn mà ở những bệnh nhân mà phẫu thuật. Và chúng ta thấy rằng là cái những cái biến chứng sau phẫu thuật cũng rất là nhiều, trong khi những cái biến chứng mà từ làm nội soi siêu âm chúng ta thấy là cái tỷ lệ thấp hơn hẳn. Ở đây thì một trường hợp khác, nội soi siêu âm từ dạ dày đúng không, thấy cái nhánh gan ở gan trái đó, chúng ta chọc xuyên qua thành thành dạ dày vào cái nhánh gan bên trái, chọc vào đúng vào nhánh gan rồi chúng ta bơm thuốc ha, chọc vào cái nhánh hạ phân thủy 3. Thông thường chúng ta học sẽ chọc vào cái hạ phân thủy 3 đó, ta bơm thuốc xong rồi chúng ta sẽ gì, chúng ta sẽ nong cái đường chọc ra. Đây là cái xích tô tôm, một cái dụng cụ để chúng ta nong cái đường này ra, rộng ra, và sau đó chúng ta sẽ đặt cái stent. À, hình ảnh cái stent chưa, đây là một cái stent, đây là cái một cái stent thiết kế rất là đặc trưng đặc biệt để chúng ta đặt cái stent vào trong cái nhánh gan trái và cái mật nó sẽ đổ vào dạ dày như hình trên đó. Cái loa đầu rất là lớn mà nó để nó tránh được cái di lệch, tại vì giữa gan với dạ dày nó sẽ như sao, nó không có dính nhau mà nó di động đó, do vậy là nguy cơ nó cái đầu của stent này nó bị bật vào trong ổ bụng rất là cao, thì cái stent này nó sẽ ngăn ngừa được cái chuyện mà di lệch cái stent đó. Rồi nội soi siêu âm còn làm gì nữa, thì chúng ta thấy là ở những cái bệnh nhân mà viêm tụy mạn tính á, thì chúng ta thấy là cái ống tụy nó giãn do các cái sỏi tắc nghẽn ha, ở đầu đoạn cuối trước khi đổ qua tá tràng này. Nhiều khi chúng ta làm nội soi mật tụy không được thì bệnh nhân sẽ đau rất là nhiều, cái triệu chứng đau rất khó kiểm soát, thì bây giờ làm sao mà là giải áp được, nhận lưu được cái dịch tụy này ra, thì chúng ta thấy là bệnh nhân sẽ cải thiện được cái triệu chứng rất là nhanh. Thì nội chúng ta thấy nếu mà phẫu thuật thì cũng rất là nặng nề đúng không, chúng ta sẽ làm nội soi siêu âm, chúng ta chọc vào cái đường mật, sau khi chọc đường mật xong chúng ta đặt cái gai ngoài vào, và từ trên gai ngoài đó chúng ta sẽ đưa cái bóng nong vào, nong cái chỗ hẹp ra và chúng ta đặt cái stent để cái lưu thông cái đường tụy, cái dịch tụy nó lưu thông tốt, nó không còn tăng áp ở trong đường cái ống tụy nữa, bệnh nhân sẽ giảm đau rất là nhiều, chúng ta kiểm soát được cái tình trạng và tắc tụy dịch tụy và chúng ta cải thiện được cái tình trạng đau cho bệnh nhân viêm tụy mãn tính. Thì đây là một số cái ưu điểm của cái dẫn lưu mật qua nội soi siêu âm với so với cái PTPD. Thì chúng ta thấy rằng là PTPD tỷ lệ tử vong biến chứng nó rất là cao đúng không, trong khi mà USPD thì tỷ lệ nó biến chứng nó thấp, ít đau, và chúng ta thấy là cái ống mà dẫn lưu đó, nó nằm ở bên trong á, dùng dạ dày hoặc ở trong tá tràng, nó không có, nó nằm đặt ra ngoài da như thế này để mà nó cản trở hoạt động hàng ngày của bệnh nhân. Và chúng ta thấy rằng đang rất là nhiều ưu điểm ha so với BTPD, mà cái phương pháp này là lâu nay chúng ta hay sử dụng, từ khi nội soi siêu âm ra đời thì chúng ta thấy là cái phương pháp này nó bắt đầu là ít sử dụng hơn, tại vì USPD này tức là dẫn lưu mật qua nội soi siêu âm có cái tỷ lệ cải thiện lâm sàng tốt hơn, ít biến chứng hơn và tỷ lệ tái can thiệp thấp hơn, do vậy cái chi phí nó thấp, đây là cái lợi ích rất là lớn so với cái can thiệp bình thường bằng PTPD. Thì cái hình ngoài này chúng ta thấy là đây là cái trường hợp PTPD đây, tức là dẫn lưu đường mật ra da đúng không, thì đường mật đặc biệt trong những cái u rốn gan ấy, chúng ta thấy một cái chánh nạo tắc là người ta đặt thêm một cái ống dẫn lưu ra da, khi xưa là chúng ta hay làm như vậy, thấy rất là vất vả, bệnh nhân phải đi đâu đeo mang thêm hai ba cái túi ha, dẫn lưu mật ra ngoài da. Trước đây thì chúng ta làm nội soi mật tụy ngược dòng đặt cái stent, tuy nhiên các cái stent này rất là dễ tắc và nhiều khi không không đặt được vào những cái nhánh mà bị tắc do cái khối u nó cản trở, thì sau này với cái nội soi siêu âm chúng ta sẽ hướng dẫn chọc vào những cái nhánh nào bị tắc rồi chúng ta dẫn lưu ra, cải thiện rất là tốt ha, chúng ta sẽ dẫn lưu được hoàn toàn ở những bệnh nhân mà tắc mật, làm cho cái chất lượng cuộc sống cũng như là cái triệu chứng lâm sàng cải thiện rất là tốt. Và sau này chúng ta phối hợp giữa cái nội soi siêu âm và nội soi đường mật ngược dòng, chúng ta thấy rằng là cho phép chúng ta cải làm cho coi như là nâng cao cái khả năng điều trị qua nội soi của cái can thiệp mà ở những bệnh nhân mà u rốn gan. Thì đây là một cái hình ảnh minh họa ha, đây là một cái video minh họa, đây là một cái trường hợp mà u vùng rốn gan, thì tôi đã đặt một cái nhánh cái ống dẫn lưu vào nhánh gan trái vào dạ dày như thế này, thì mật bắt đầu ra tốt ha,
thì sau 5 ngày sau thì chúng ta sẽ làm tiếp một cái phần thứ hai, và chúng ta phải nhận luôn được cái nhánh gan bên phải nữa, tại vì chúng ta mới nhận luôn được một cái nhánh gan thôi đó. Thì chúng ta thấy là đây là làm cái nồi xoay mật tiền ngược dòng. Thì cái bài sau mình sẽ nói, sẽ nghe có ai thử ăn mật tiền nồi xoay mật tiền ngược dòng là cái gì. Thì đây là từ nhú qua tay ha, chúng ta thông vào được đường mật. Chúng ta đặt cái ống gai quai vào, chúng ta cắt rộng vùng cơ vòng vùng nhú và tay ra. Thì đây là sau khi đặt vào thì chúng ta thấy chúng ta sẽ bơm chụp hình cái đường mật. Ở trong trường hợp này chúng ta bơm khí ha, bơm khí để tránh nhiễm trùng thôi. Thì ở đây chúng ta thấy là cái nhánh gan bên phải này nó bị giãn ra và nó bị tắc ở cái vị trí vùng rốn gan ở đây. Thì sau khi đặt cái gai quai vào đó thì dựa trên gai quai này chúng ta sẽ đưa một cái stent, đúng không? Cái stent kim loại vào để chúng ta đặt. Đó, chúng ta đặt cái stent kim loại ở đây. Đó, stent kim loại. Và đây là cái hình ảnh sau cùng ha. Cái stent kim loại này nó dẫn lưu vào tá tràng, cái nhánh gan bên phải, trong khi cái nhánh gan bên trái được dẫn lưu vào dạ dày. Như vậy ở bệnh nhân này cái tình trạng tắc mật nó được cải thiện rất là nhanh chóng, và cái bệnh nhân hết vàng da rất là nhanh sau khi đặt cái đặt cái ống nhận luôn. Đó là cái giải pháp để mà chúng ta điều trị các cái u vùng rốn gan mà lâu trước đây thì chúng ta thấy là việc điều trị u rốn gan rất là khó khăn. Đây là cái hình ảnh minh họa, đúng không? Nội soi mật tiểu dòng có thể đặt vào một trong nhánh bên trái hoặc nhánh phải, rồi sau đó thì nội soi siêu âm sẽ hướng dẫn đặt các cái nhánh còn lại làm cho chúng ta có cái hiệu quả hơn trong cái can thiệp bằng nội soi. Rồi phần thứ tiếp kế tiếp là cái vai trò của nội soi siêu âm trong bệnh lý tụy, các biến chứng của viêm tụy sau phẫu thuật tụy. Thì như mọi người đã biết thì cái bệnh lý tụy là bệnh lý rất là khó ha. Chúng ta mặc dù chúng ta có nhiều phương tiện chẩn đoán hình ảnh khác nhau, tuy nhiên nhiều lúc rất là khó khăn trong chẩn đoán. Thì nội soi siêu âm sẽ làm gì? Chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ chẩn đoán các cái bệnh lý về u này, cũng như là nang ở tụy rất là dễ dàng, đúng không? Rồi chúng ta có thể đánh giá được nguyên nhân của cái viêm tụy cấp, viêm tụy mạn tính. Chúng ta có thể chẩn đoán được các cái biến chứng sau khi viêm tụy. Không những chẩn đoán không mà chúng ta có thể điều trị các cái biến chứng đó. Và trước đây những cái biến chứng này là chúng ta cần phải can thiệp ngoại khoa. Và như các em đã biết á, thì can thiệp ngoại khoa ví dụ như trong cái nang dạ tụy hay nang hoại tử tụy á, thì cái biến chứng mà từ can thiệp ngoại khoa nó có thể lên tới 40% các trường hợp mà chúng ta phẫu thuật. Trong khi với cái can thiệp qua nội soi á, ít xâm lấn, nhanh và thời gian nhầm viện ngắn, và cái tỷ lệ biến chứng nó khoảng tầm 5-10%, thấp hơn rất là nhiều. Và những biến chứng đó hầu hết là những biến chứng nhẹ. Do vậy thì đây là một cái hướng rất là mới. Và bệnh viện Chợ Rẫy hiện tại là đây là rất là thế mạnh của bệnh viện Chợ Rẫy hiện nay, là chúng ta thấy là can thiệp ít xâm lấn các bệnh lý biến chứng của viêm tụy như là nang chẩn đoán, nang dạ tụy, nang hoại tử tụy. Chúng ta nội soi siêu âm chúng ta có thể xử lý các biến chứng sau khi phẫu thuật nữa. Phẫu thuật tụy là một cái phẫu thuật ví dụ phẫu thuật Whipple rất là dài, đúng không các em? Tức là mình sẽ mất khoảng từ 6 đến 9 tiếng để mà làm một cái phẫu thuật Whipple, đó là cắt khối tá tụy. Tuy nhiên các biến chứng ở sau đó cũng rất là nhiều, và nếu mà chúng ta mổ lại phẫu thuật lại cho những bệnh nhân này thì cái tỷ lệ tử vong để biến chứng rất là cao. Vậy là nội soi siêu âm cũng giúp chúng ta can thiệp những cái biến chứng sau khi gây ra sau khi phẫu thuật tụy rất là dễ dàng. Và một cái hướng mới nữa, đúng không, chúng ta thấy là lâu nay thì sao mở thông dạ dày nuôi ăn hay là mở nối vị tràng, đó là những cái thủ thuật, cái phương pháp phẫu thuật dành cho bác sĩ ngoại khoa. Tuy nhiên nội soi hôm nay chúng ta thấy rằng là nội soi có thể làm được những cái việc đó rất là nhanh, rất là gọn. Thì sẽ điểm qua một số cái ứng dụng của nội soi siêu âm trong bệnh lý về tụy ha. Thì trước hết chúng ta thấy là cái nang tụy nó rất là đa dạng, nó không phải là nang nào giống nang nào, đúng không? Nhưng chúng ta thấy là biết có những cái nang mà nó không có gây ác tính, có những nang có nguy cơ ác tính, và có những cái nang là cái hậu quả của các cái tổn thương ác tính. Thì với cái nội soi siêu âm chúng ta có thể phân biệt được những cái nang không ác tính, ví dụ như là cái nang dạ tụy này,
các cái nang tồn lưu, cái nang mà lympho đúng không, hoặc là những cái tổn thương mà rất hiếm khi mà gây ác tính, đó là cái nang thanh dịch của tụy đó. Thì nội soi siêu âm hoàn toàn có thể phân biệt được những bệnh lý này, trong khi chúng ta có thể chẩn đoán được cái tổn thương nhãn nang này là do tạo thành từ các cái khối u tụy. Thì nội soi siêu âm chúng ta phân biệt được, và chúng ta thấy rằng là với một cái hình ảnh học hay là từ CT scan hay MRI có một cái nền nang, thì nội soi siêu âm làm sao chúng ta sẽ phân tầng ra được cái nguy cơ ác tính ở những cái tổn thương nang đó. Do vậy thì đây là một cái phương pháp có thể giúp ích đánh giá các cái tốt tốt cho những cái bệnh lý mà có nang đúng không, nang ở tụy. Kế tiếp thì chúng ta thấy là u tụy. U tụy thì dẫu biết rằng là khoảng 70 đến 80% u tụy là ung thư tụy. Tuy nhiên không phải tất cả các trường hợp u tụy là ung thư tụy đúng không? Thì nội soi siêu âm có thể giúp chúng ta đánh giá được cái tổn thương này, cái bờ giới hạn rõ hay không, cái đặc tính echo ở trong ha, các cái mạch máu nó phân bố thế nào trong khối u. Thì với những cái đặc tính này có thể phân biệt được các cái tổn thương khác nhau. Và đặc biệt là sau sao chúng ta cho phép chúng ta sẽ chọc vào cái tổn thương, lấy các cái mẫu ra như thế hình ảnh trên này, chúng ta đi xét nghiệm, chúng ta làm hóa mô miễn dịch để mà chúng ta phân biệt là ung thư hay là u thần kinh nội tiết hay là lymphoma hay là các u SPN, tức là cái u đặc giả nhú, có những cái tổn thương khác nhau ở trong tủy đó. Chúng ta có thể nội soi cho có thể làm được những cái việc đó rất là dễ dàng, cũng giúp ích cho chẩn đoán rất là cụ thể để quyết định bệnh nhân này có phẫu thuật hay không phẫu thuật, có điều trị hóa chất hay không nó điều trị hóa chất rất là dễ. Đó là những cái lợi ích của nội soi siêu âm. Thì nội soi siêu âm cũng giúp can thiệp được các trong các bệnh lý tụy ha. Chúng ta thấy là nhiều cái hướng sau này chúng ta có thể nghe là RFA, tức là đốt cao tầng trong u gan. Tuy nhiên bữa nay sao đốt cao tầng trong u tụy đúng không, rồi rất là nhiều cái phương pháp rồi tiêm cồn vào các cái tổn thương nhãn nang để cho cái tổn thương nhãn nang đó nó hủy hoại đi, thì nó khỏi tiến triển nữa. Hay là chúng ta đặt những cái nguồn phóng xạ trực tiếp vào trong khối u của tụy để cho nó làm sao phát xạ với liều thấp nhưng phát liên tục làm sao để mà đốt tại chỗ khối u. Đó là những cái phương pháp điều trị rất là hứa hẹn trong tương lai rất là gần để mà ứng dụng trong điều trị các cái bệnh lý u tụy. Và đây là cái giới thiệu về cái vai trò của nội soi siêu âm trong cái xử lý các cái biến chứng sau viêm tụy. Thì đây là một cái bản phân loại mới của Atlanta đúng không? Atlanta năm 2012 thì chúng ta phân biệt được hai cái tổn thương đó là nang dạ tụy và nang hoại tử tụy, dựa vào cái mô ở bên trong có hay không có mô hoại tử ở bên trong cái nang này. Thì trước đây chúng ta những cái trường hợp này đều phải phẫu thuật hết đúng không, phẫu thuật làm sao mà nhận lưu ra lấy các cái mô hoại tử này ra ngoài để mà điều trị. Tuy nhiên những cái phẫu thuật này tỷ lệ biến chứng nó có thể lên tới 40% các trường hợp. Thì hiện nay thì chúng ta có thể thực hiện cái phương pháp này bằng nội soi siêu âm nhận lưu. Là dưới hình ảnh nội soi siêu âm sao chúng ta thấy cái tổn thương rất là rõ ha, cái nang rất là rõ. Chúng ta chọc cái kim vào, chúng ta đặt cái gai quai vào đó, rồi đưa cái bóng qua cái gai quai đó đặt nông ra, nông rộng cái đường chọc ra, chúng ta đặt cái stent vào để mình dịch lưu toàn bộ cái dịch ở bên trong nang ra. Đó là cái cách mà chúng ta sẽ làm nhận lưu trong cái điều trị các biến chứng của nang dạ tụy. Đây một cái bệnh nhân sẽ cũng là nang dạ tụy ha, sau khi chấn thương bạo hành gia đình ha, có cái nang 2 tháng sau xuất hiện cái nang ở vùng tụy, ở vùng thượng vị. Chúng tôi tiến hành cái này năm 2015 ha, ta làm nội soi siêu âm, chọc cái kim dưới nội soi siêu âm, chúng ta chọc cái kim vào trong nang, và sau đó chúng ta giữa dưới hình ảnh X-quang chúng ta có thể nông cái đường chọc ra, chúng ta đặt cái stent vào bên trong cái nang đó. Thì cái này sau 3 tháng sau đây là nội soi đây ha, là nội soi đây cái nang đè qua thành dài dài, sau khi chọc đặt cái gai quai vào chúng ta nông lên và đặt cái stent vào đây. Cái này thường thường thì khoảng 2 3 tháng sau cái nang xẹp hoàn toàn thì chúng ta sẽ rút các stent này ra. Thì một cái stent đặc biệt để sử dụng trong nang dạ nang hoại tử tụy, tại vì như chúng ta biết là trong nang hoại tử tụy là sao, trong cái nang bản thân cái nang này rất nhiều cái mô hoại tử
và chúng ta đặt các cái stent dựa thông thường này nó không có hiệu quả, tại vì nó sẽ tắt liền à. Thì chúng ta cần phải có những cái stent đặc biệt, stent gọi là lamps, stent áp thành. Thì cái thủ thuật cũng tương tự, chúng ta dưới hình ảnh nội soi siêu âm chọc kim vào, chúng ta nông rộng đường chọc ra, chúng ta đặt cái stent vào. Thì sau khi đặt stent thì mọi người, đây là một hình cái video ha, ở một bệnh nhân đang hoại tử tụy. Thì sau khi đặt khoảng 2 ngày sau thì chúng ta sẽ tiến hành nội soi trở lại. Thì ở trong nó, cái nang rất nhiều cái mô tụy nó bị hoại tử đi do viêm á, viêm rất là hoại tử rất là nhiều, thì làm sao chúng ta phải cắt những cái mô hoại tử này ra. Thì thông thường chúng ta phẫu thuật chúng ta phải cắt, nhưng đây chúng ta cắt qua nội soi ha. Thì đó, những cái mô dính rất là bám rất là chắc, mà việc dẫn lưu thông thường nó sẽ chắc chắn là sẽ không hiệu quả. Chúng ta phải cắt nhỏ nó ra, chúng ta kéo nó ngoài đó, chúng ta cắt mô hoại tử, cắt dần ha, toàn bộ. Cắt có thể cắt, thời gian cắt phải mất khoảng 1 tiếng đồng hồ để chúng ta cắt hết các cái tổn thương. Để trong quá trình này chúng ta cần phải bơm hơi, mà bơm thường chúng ta sẽ bơm CO2 nhé, để mà nó khỏi bị cái hội chứng mà tắc mạch do khí đó. Thì đây là sau khi chúng ta cắt, chúng ta thấy cái thành đang bắt đầu lộ ra thế này đó, chúng ta cắt gần hết các cái mô hoại tử rồi. Và đây là hình ảnh sau khi cắt ha, toàn bộ cái mô hoại tử đã không còn nữa. Chúng ta sẽ rút cái stent này ra đó. Sau khi rút stent ra thì nhiều nghiên cứu so sánh chúng ta thấy rằng là so với phẫu thuật có thể là phẫu thuật nội soi hay là phẫu thuật mở, thì cái khả năng tái phát này ha, cái tỷ lệ để thành công về mặt lâm sàng thì nó cũng tương đương ha, và cái biến chứng thì nó cũng tương đương hai nhóm. Tuy nhiên là sao, đối với cái nhóm endo á, thì nó ít xâm lấn hơn cái tỷ lệ đó. Do vậy thì đây là cái phương pháp mà rất là nhiều người được hiện nay được lựa chọn. Thì ở chợ đấy thì chúng ta thấy rằng là hiện nay thì chúng tôi đã thực hiện khoảng hơn 30 ca trong các mô hoại tử tụy này rồi, và tỷ lệ thành công rất là tốt. Ở đây thì cái kết quả nghiên cứu cho thấy là cái thời gian land on hospital stay ha thì ngắn hơn ở những cái nhóm mà phẫu thuật, thì chúng ta thấy là nằm viện rất là lâu ha, thời gian nằm viện kéo dài, trong khi cái nhóm mà nội soi chúng ta nằm viện rất là ngắn. Đây là cái ưu điểm của cái phương pháp mà nội soi siêu âm. Đó. Rồi đây là một cái biến chứng ha, POPF. POPF là cái giò mà dịch tụy sau khi phẫu thuật cắt, thường là sau khi cắt đầu đầu tụy các cái u tụy, thì chúng ta thấy là nó rò tụy ra ngoài, rò qua dịch tụy, rò rỉ vào trong cái màng phúc mạc, nó gây viêm, nó tạo những cái ổ xe đó. Cái dịch tụy là bản thân cái dịch nó hoại tử rất là, nó gây hoại tử rất là nhanh. À, nó hoại tử các cái cơ quan tổ chức xung quanh đó. Thì thường thường những cái biến chứng này nó sẽ bệnh nhân suy kiệt và bệnh nhân tử vong rất là nhanh, nó khoảng tỷ lệ tử vong lên tới 40%. Thậm chí trong trường hợp mà có can thiệp phẫu thuật rồi vẫn tỷ lệ tử vong rất là thấp, vẫn là cao. Thì sau này cái nội soi siêu âm nổi lên như là một cái phương pháp điều trị cái kỹ thuật này rất là tốt ha. Thì đây một cái ca ở thực hiện cách đây khoảng cũng mới đây thôi, khoảng tháng 10 năm 2021. Thì đây là một cái POPF, tức là một cái rò dịch tụy sau phẫu thuật. Bệnh nhân sốt, sốt nôn ói sau khi cắt u tụy 1 tháng, cái ổ tụ dịch nằm giữa gan trái và dạ dày. Thì mình sẽ là nội soi siêu âm chọc vào đúng không, cũng tương tự đặt cái stent đó, đặt cái stent như vậy. Sau khi đặt cái stent xong thì chúng ta thấy là rất là nhiều mủ ha, các cái mô hoại tử nó thoát ra rất là nhiều, rất là thối ha. Đó. Thì cái này thông thường chỉ cần khoảng sau 1 đến 2 ngày thôi, tình trạng cái nhiễm trùng của bệnh nhân cải thiện rất là ngoạn mục. Toàn bộ cái dịch nó dẫn lưu ra ngoài. Thì ở đây thì không giới thiệu cái video sau 2 ngày toàn bộ cái ổ áp xe đó là hầu như là không còn cái các mô hoại tử nữa, rất là sạch sẽ, bệnh nhân hết sốt ăn uống trở lại được. Chúng ta rút cái ống này ra, ta thấy là việc cải thực hiện triệu chứng rất là nhanh gọn. Rồi đây là một cái kỹ thuật nội soi siêu âm giúp làm sao mở thông dạ dày ha, trong trường hợp các cái u tụy nó xâm lấn qua tá tràng, nó gây hẹp tá tràng,
chúng ta sẽ đặt một cái stent thông giữa dạ dày và tá tràng, nên tạo một cái miệng nối nối vị tràng ở đây, không cần phải phẫu thuật, chúng ta dùng cái nội soi siêu âm, dùng cái phương pháp thì giống như hồi nãy ha. Thì hoặc là chúng ta dựa vào cái kỹ thuật này, chúng ta có thể điều trị cái một cái bệnh lý mà gọi là sao, Afferent Loop Syndrome á, tức là một cái hội chứng mà sau khi mổ biếu rốt hai ha, thì các cái u di căn thấp làm tắc cái quai đến, làm cái quai đến căng lên ha, quai đến căng lên, dịch mật dịch tụy đổ vào đây tắc nghẽn lại hết. Thì đây là một cái ứng dụng nữa của nội soi siêu âm. Thì đây một cái ca lâm sàng tôi làm cách đây 3 năm ha. Sau khi thấy các cái quai tắc nghẽn thì mình cũng làm tương tự ha, chúng ta chọc vào nông đường chọc lên, xong rồi chúng ta sẽ đặt cái stent. Đặt cái stent vào, thì sau khi đặt stent vào thì toàn bộ cái dịch này nó dẫn tu rất là tốt đó, nó tạo một cái miệng nối giữa các cái khoai của ruột non và cái dạ dày ha. Chúng ta thấy là triệu chứng của bệnh nhân giải 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 phóng ha, không còn cái triệu chứng của tắc nghẽn nữa. Rồi một vài slide cuối cùng tôi sẽ giới thiệu rất là nhanh cái vai trò của nội soi siêu âm trong bệnh lý gan ha. Thì trước đây thì bệnh lý gan thì họ sẽ chọc qua da đúng không, nhưng sau này có những vị trí rất là khó để mà chúng ta có thể tiếp cận được chọc qua da, thì hiện nay nội soi siêu âm và làm ưu thế đó. Nội soi siêu âm cũng còn giúp can thiệp điều trị nữa. Thì đây là cái hình ảnh tôi chọc từ u gan ra ha, những cái u gan chúng ta có nội soi siêu âm, chúng ta áp sát vào từ dạ dày hay từ tá tràng, chúng ta áp sát vào những khối u, chúng ta chọc vào khối u để lấy mẫu. Chúng ta có thể can thiệp điều trị các cái u gan này ha, dùng cái RFA để đốt u gan này. Đó, cũng tương tự dùng các cái hóa trị này. Chúng ta tiêm các cái hóa chất vào trong khối u để mà tiêu diệt khối u đó. Rồi trong một số trường hợp thì áp xe gan rồi nếu mà ở những vị trí mà chúng ta khó nhận lưu qua da thì chúng ta có thể dẫn lưu vào nội soi siêu âm đó. Thì đây một cái nghiên cứu cho thấy là giữa dẫn lưu qua da và dẫn lưu qua nội soi siêu âm thì tôi thấy là cái biến chứng của dẫn lưu qua da cao hơn và cái thời gian nằm viện của dẫn lưu qua da cũng cao hơn so với cái nhóm mà dẫn lưu qua nội soi siêu âm. Thì do vậy thì cái dẫn lưu qua nội soi siêu âm cũng là cái phương pháp cần phải nên được lựa chọn ha. Bên cạnh đó thì chúng ta có thể điều trị các bệnh lý tăng áp cửa do bệnh lý gan hay là một cái biểu dạng tĩnh mạch ở phân vị. Chúng ta sẽ tiêm ra các bụi dạng này làm cho cái bụi dạng này xẹp đi, nó khỏi gây những biến chứng mà xuất huyết tiêu hóa. Thì nó trong kết luận lại thì chúng ta thấy là chúng ta sẽ nghe được toàn bộ cái vai trò của cái nội soi siêu âm trong các cái bệnh lý gan mật tụy rồi đó. Thì chúng ta thấy là nó có một cái vai trò rất là mới, rất là hứa hẹn trong các cái chẩn đoán và điều trị các bệnh lý gan mật tụy. Các kỹ thuật này thường thường là điều trị của dưới nội soi siêu âm thì nó sẽ an toàn hiệu quả, ít xâm lấn, cái thời gian nằm viện thấp. Do vậy thì cái phương pháp này sẽ được lựa chọn nhiều, và chúng ta cũng biết rằng là còn đang có rất nhiều kỹ thuật mới đang được thử nghiệm và hứa hẹn trong tương lai, và sau này chúng ta thấy là sẽ có nhiều hơn nữa các kỹ thuật nó sẽ điều trị qua cái hướng dẫn của nội soi siêu âm. Và đây là một cái lĩnh vực nó có những cái sự phát triển rất nhanh chóng trong những thời gian vừa qua. Thì đó là toàn bộ cái vai trò của nội soi siêu âm tôi muốn giới thiệu đến với lớp. Rồi mình có ai có câu hỏi gì không? Đó mình có ai hỏi không ha? Dạ thưa thầy, cho em câu hỏi. Dạ, trong những cái khối u mà của cái đoạn xa ống mật chủ á, thầy, hoặc là đoạn gần ống mật chủ á, thì nội siêu siêu âm có sinh thiết được không, hay là mình dùng EACP gì tốt hơn? EACP trước đây là chúng ta dùng EACP hết. Tuy nhiên tỷ lệ mà lấy mẫu qua nội soi mật tụy dòng á, nó chỉ đạt khoảng tầm 30 tới 40% thôi. Do vậy sau này cái khuynh hướng họ sẽ sử dụng cái nội soi siêu âm, và ở tất cả các vị trí đó nội soi siêu âm đều tiếp cận được hết. Tí nữa tôi sẽ giới thiệu qua nội soi siêu âm nó có một cái kỹ thuật mới nữa.
có thể lấy mẫu mẫu mô ở những bệnh nhân u đường mật. Vì trong Bây những giờ cái u mà quanh bóng va te là nội soi siêu âm có thể tiếp cận được hết. quanh bóng va te thì chúng ta chỉ cần nội soi ngoại tình ngược dòng hoặc là nội soi thông thường chúng ta có thể thấy được cái u rồi, không cần phải phải dùng tới nội soi ngoại tình ngược dòng hay dùng tới nội soi siêu âm đâu ha. Tại vì cái u va te nó sẽ nằm ở cái tá tràng và mình chỉ cần đặt cái ống soi vào tá tràng là mình đã thấy rồi. Rồi, có ai có câu hỏi gì khác không? Thật sự cái mạng này thì cũng rất là mới, không chỉ cho các mới đối với các em không mà nhưng đối với những cái bác sĩ ra trường 5-10 năm mà nếu mà không có cái thông tin về nội soi siêu âm nhiều khi họ cũng rất là thấy mới mẻ. Thì cái mạng này ở bệnh viện Chợ Rẫy cũng đã phát triển được gần 10 năm nay và phát triển được rất là nhiều kỹ thuật đó. Thì một cái thế mạnh của bệnh viện Chợ Rẫy hiện nay của nội soi đó là nội soi siêu âm và nội soi đường mật mà tùy đó dòng. Dạ thầy ơi, cho em hỏi là cái cận lâm sàng này thì nó có mắc không thầy? Cái này thì là thủ thuật, cái này là thủ thuật can thiệp rồi chứ không phải là cận lâm sàng nữa ha. Cái này gọi là thủ thuật nội soi. Cái kỹ thuật mà tùy theo kỹ thuật, ví dụ như nội soi siêu âm thông thường á thì giá hiện nay nó tầm khoảng 1,6 triệu đến 1,8 triệu ha. Có chọc hút kim nhỏ nữa thì giá khoảng tôi không nhớ rõ, tuy nhiên nó khoảng tầm 3 triệu mấy đó. Thật sự là nếu mà trước đây chúng ta cần phải làm một cái gì gọi là mổ thăm dò hoặc là nội soi ở bụng sinh thiết thì cái thủ thuật này rất là ít cả ít xâm lấn đúng không? Chúng ta chỉ cần đặt qua đường miệng, chúng ta lấy mẫu về, sau đó bệnh nhân ăn uống bình thường và nó ít xâm lấn lắm, và cái chi phí mà khoảng mấy triệu 3 triệu đó tôi nghĩ rất là hợp lý ha. Và không đắt của mình nha. Còn đối với các cái thủ thuật mà can thiệp á, ví dụ như nội soi siêu âm mà dẫn lưu mật á, thì cái kỹ thuật đó là đắt tiền. Ví dụ như là một cái dẫn lưu mật, dẫn lưu nang dạ tụy hay là dẫn lưu mô hoại tử tụy á, thì chúng ta thấy cái kỹ thuật đó cái chi phí hiện nay nó tầm khoảng 5 triệu. Còn với một cái stent á, stent đó khoảng chi phí khoảng 20 triệu nữa. Như vậy là bệnh nhân phải trả khoảng 25 triệu. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng là bệnh nhân không có đau đớn ha, điều trị nhẹ nhàng, không phải phẫu thuật thì 25 triệu đó nhiều khi cũng là về chi phí bỏ ra với cái lợi ích mình mà thu được thì mình thấy là nó rất là hiệu quả ha. Dạ vâng ạ, em cảm ơn thầy ạ. Dạ thưa thầy, cho em hỏi là cái nội soi siêu âm có biến chứng không thầy? Thì Biến có chứng ha, câu hỏi rất là hay. Thì cái ống soi nội soi siêu âm thì ngay cả thậm chí chúng ta có thể chọc hút kim nhỏ thì tỷ lệ biến chứng nó tương đương với nội soi. Nếu mà chúng ta làm tốt, hầu như là không có biến chứng. Nếu mà chúng ta làm tốt thì tỷ lệ mà thủng hoặc do nội soi siêu âm nó tỷ lệ nó khoảng tầm 1 đến 2 phần ngàn ha. Và chủ yếu là do cái bác sĩ làm chưa ít kinh nghiệm thôi. Tuy nhiên khi mà đã kinh nghiệm rồi thì tỷ lệ này hầu như không có. Cái tỷ lệ chọc mà chảy máu rất rất là thấp, rất rất là thấp, nó tương đương với sinh thiết như thông thường thôi. Tại vì sao, dưới nội soi siêu âm chúng ta bật cái Doppler lên là sao, chúng ta thấy được cái các cái mạch máu, chúng ta tránh cái mạch máu đó ra, chúng ta chọc vào những cái vùng mà không có mạch máu, do vậy hầu như là khi chọc rất rất là an toàn. Tuy nhiên trong một số trường hợp chúng ta cũng hơi mạo hiểm, ví dụ như có cái mạch máu tăng sinh rất nhiều bên cạnh khối u, chúng ta phải tìm những cái đường mà nó hơi nguy hiểm một chút xíu và chọc. Tuy nhiên cái tỷ lệ chảy máu nó khoảng dưới 1%, dưới 1% vào hết nó tự cầm, do vậy cũng rất an toàn. vậy là thủng với chảy máu là cũng ít gặp, ra gặp đúng không thầy? Đúng rồi, đó là những biến chứng của nội soi siêu âm và tỷ lệ nó rất là thấp ha, có thể an toàn. Thế Thủng hoặc nằm dưới 1 phần ngàn còn tức là nó có ngoài gây ra ra bị cấp không thầy? viêm tụy cấp hả? Viêm tụy cấp là nếu mà chúng ta chọc vào, nếu nội soi thông thường thì không gây viêm tụy cấp, nhưng khi mà chúng ta chọc á, khi mà chúng ta chọc thì trên đường chọc mà chúng ta đi xuyên qua những cái ống tụy thì họ báo cáo là có nguy cơ gây viêm tụy cấp, và tỷ lệ đó khoảng 2-3 phần ngàn, 3-4 phần ngàn gì đó.
thì những cái tỷ lệ đó thì thông thường sau này thì chúng ta sẽ chọc, thì chúng ta trên đường chọc kim ấy, thì chúng ta tránh những ống tủy ra răng thì tỷ lệ viêm tụy cấp cũng thấp. Thầy cho em hỏi là em có đọc đó là gần đây người ta có dùng nội soi siêu âm để tầm soát cái những người mà có nguy cơ cao bị ung thư tụy á thầy, để dùng làm một phương pháp tầm soát, thì em không biết là Việt Nam mình đã dùng chưa và nó có lợi ích về cái chi phí và các thứ. Đúng, cái hiện tại trong hướng dẫn, cái guideline hướng dẫn thì chưa cho sử dụng cái nội soi siêu âm để mà tầm soát các cái tổn thương ung thư tụy. Tuy nhiên ở những người mà thế này, tức là có nguy cơ cao ha, ví dụ như là sao, ở nam giới mà uống bia rượu nhiều đúng không, nguy cơ viêm tụy mạng, và thì những họ sử dụng cái hình ảnh chẩn đoán hình ảnh trước, tức là ví dụ như MRI, nếu mà có phát hiện những cái gì bất thường mà họ không giải thích được, không rõ, thì họ sẽ chỉ định tiếp làm cái nội soi siêu âm, hoặc là có những cái nang nhỏ tình cờ phát hiện thì họ cũng có thể chỉ định nội soi siêu âm, ví dụ như vậy. Chứ còn hiện nay những cái guideline hướng dẫn hiện nay thì chưa chưa có cái hướng dẫn, tức là phải dùng nội soi siêu âm để tầm soát, khác với ung thư dạ dày ha, tức là hiện tại là có khuyến cáo phải sử dụng nội soi dạ dày để tầm soát ung thư dạ dày, nội soi đại tràng để tầm soát ung thư đại tràng, nhưng chưa có cái khuyến cáo mà sử dụng nội soi siêu âm để tầm soát ung thư vị. Dạ, cảm ơn thầy. Có ai có câu hỏi gì nữa không? Vậy thì lớp mình nghỉ khoảng 5 phút ha, mình sẽ qua bài thứ hai ha, được không các bạn? Dạ vâng. Đấy, mình sẽ nghỉ đúng 5 phút, xong rồi mình sẽ qua cái bài là nội soi mật tụy ngược dòng nha. Đấy, cảm ơn lớp ha.